Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong văn hóa người Việt, việc trước khi tiến hành một công việc trọng đại nào đó, người ta thường xem ngày để chọn ngày tốt nhất và tránh ngày kiêng kỵ. Và việc xem ngày tháo dỡ nhà cũ cũng vậy. Có thể nói đây là khâu bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một công trình mới. Vì là xây nhà trên nhà cũ nên phải xem ngày quan trọng không kém việc ngày động thổ. Bởi phá dỡ nhà chính là đã động chạm tới đất cát, liên quan tới thần linh cai quản, nên bạn cần làm thủ tục để thông báo tới thần linh được biết, cũng như xin sự cho phép của các ngài, cầu mong mọi việc diễn ra thuận lợi. Việc xem ngày để đập nhà cũ xây nhà mới cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn biết xây nhà mới diễn ra được suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, ấm êm, cũng như công việc của thành viên trong nhà, cuộc sống của chính gia chủ được ổn định, thì không được xem nhẹ việc chọn ngày đẹp để tiến hành phá dỡ nhà cửa. Bạn cần tuân thủ theo các quy tắc, quy định về mặt tâm linh, phong thủy, nhất là xem ngày tốt phá dỡ nhà và chọn được giờ hoàng đạo để làm lễ. Không nên phạm phải những điều tối kỵ về mặt phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những việc cần làm khi phá nhà chặt cây tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ phá nhà trong tháng 1 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất phá nhà dỡ tường trong tháng 1. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này? 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trước khi hạ giải, phá nhà, lấp giếng. Như chúng ta đã biết, người Việt ta từ xưa đến nay luôn quan niệm rằng đất có thổ công, sông có hà bá, tức là mỗi mảnh đất trên đều được cai quản bởi các quan thần thổ địa. Phàm là những việc liên quan đến đất cát như phá dỡ nhà cửa, xây nhà, khai trương cửa hàng lại đang động chạm đến các vị thần. Do vậy, để mọi việc được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ thì gia chủ cần phải sắm lễ cúng phá dỡ nhà cũ để thông báo với các quan bề trên cũng như xin phép để thi công công trình trên mảnh đất đó. Tùy theo từng vùng miền, từng khu vực mà gia chủ sắm đủ các lễ vật phá dỡ nhà cũ, bày mâm lễ cân đối. Việc chuẩn bị mâm cúng cũng không cần quá phức tạp, gia chủ chỉ cần có lòng thành, chu đáo trong từng khâu chuẩn bị thì chắc chắn các vị thần linh sẽ hài lòng, ban cho gia đình nhiều may mắn và phước lành. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc phá dỡ nhà cửa trước khi tiến hành động thổ xây mới trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt, dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày phá dỡ nhà cửa phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ phá nhà, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, dương công kỵ, thiên địa chuyển sát, nguyệt kiến, thổ phủ, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thổ phù, địa nang và sau ngày thổ vương dụng sự. 2. Ngày hợp phá nhà, hợp với ngày trực phá. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày tìm ra ngày tốt nhất phá dỡ nhà cửa trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch khi phá dỡ nhà cửa bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng.
2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày 12 Tân Mão. 4. Ngày thụ tử là ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 ngày Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, 13 Nhâm Thìn, ngày 18 Đinh Dậu, 22 ngày Tân Sửu và cuối cùng 27 là ngày Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 là ngày Giáp Thân, 14 ngày Quý Tỵ và cuối cùng là ngày 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 1 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 9. Ngày Thổ Phù là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 10. Ngày Kiếp Sát là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 11. Ngày Tai Sát là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 12. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 13. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 14. Ngày Thổ Phủ là những ngày Dần, bao gồm 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 15. Ngày Địa Nang là ngày 21 Canh Tý. Đó là 15 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc phá dỡ nhà cửa cho hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất bằng cách sử dụng tài liệu ngày tốt toàn thư, bao gồm những ngày sau. 16. Ngày Nguyệt Phá là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, ngày 17 Bính Thân, ngày 29 Mậu Thân là ngày sát chủ mùa nên không sử dụng. 17. Các ngày còn lại không bị phạm sát bao gồm những ngày sau. Ngày Mão, bao gồm 12 Tân Mão là ngày thiên địa chuyển sát nên ta không dùng. 24 Quý Mão là ngày tốt để chặt cây phá nhà. Ngày Thìn, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn trùng ngày tam nương nên không chọn. 25 Giáp Thìn, như vậy ta chọn được ngày 25 là ngày tốt. Ngày Ngọ bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày tam nương nên không chọn, 15 Giáp Ngọ là ngày tốt. Ngày Mùi bao gồm mùng 4 Quý Mùi, 16 Ất Mùi, 28 Đinh Mùi, tháng 1 âm lịch ngày Mùi là ngày tốt để chặt cây phá nhà, lấp giếng. Ngày Dậu bao gồm mùng 6 Ất Dậu là ngày tốt, 18 Đinh Dậu trùng ngày tam nương nên không dùng. Như vậy chúng ta đã dựa vào 17 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt phá dỡ nhà cửa trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để chủ động hơn cho việc lựa chọn cho mình những ngày tốt như ý. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc phá dỡ nhà cửa đó là những ngày sau. 1. Ngày mùng 4 Quý Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Hợi, Mão Ngọ và những người có thiên can là Mậu. 2. Ngày 16 Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Hợi, Mão Ngọ và những người có thiên can là Canh. 3. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Hợi, Mão Ngọ và những người có thiên can là Nhâm. 4. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. 5. Ngày 24 Quý Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Mậu. 6. Ngày 25 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Kỷ. 7. Mùng 6 Ất Dậu kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can là Canh. Đó là 7 ngày cát lành phá dỡ nhà cửa trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này, quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!